Sáng ngày 11 tháng 6, sau lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2023 ở Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hồ Chí Minh kết nối phối hợp với 22 quận huyện đoàn, Thành đoàn thành phố Thủ Đức tiếp tục ra quân triển khai bóc xóa quảng cáo ở 312 xã, phường, thị trấn. Đồng thời, kết hợp tổ chức ký kết giữa lực lượng công an cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội, ban vận động các khu phố trong việc duy trì, quản lý mảng tường, khu vực công cộng sau khi bóc xóa quảng cáo trái phép. Ngoài việc bóc gỡ quảng cáo sai quy định, công an thu thập các số điện thoại được dán ở trụ điện, tường. Qua đó, công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, công an phường 10, quận Tân Bình phát hiện 5 đối tượng làm nghề hút gầm cầu có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn 5.000 đến 10.000 tờ quảng cáo, hàng đêm và rạng sáng mỗi ngày đi dán ở các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh để thu hút người dân. Công an lập biên bản xử lý theo quy định và đưa các đối tượng đi bóc gỡ tất cả các quảng cáo đã dán trái phép. Ở tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, bức tường trước đây bị các đối tượng dán quảng cáo vẽ bậy đã được sơn mới, vẽ tranh phong cảnh, làm đẹp mỹ quan đô thị.